Ngày 9 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Công Hường 1976 ở làng Cam Lộ, làng Tân Diệp, Thanh Hà, Hải Dương, mùa A Chui 1994 và mùa A Chìm 1991 cùng ở làng Chìm Y, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La về tội mua bán bất hợp pháp chất ma túy. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương có tin về đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về khu vực Thanh Hà tiêu thụ. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng nghi ngờ là Phạm Công Hường nắm đầu đường dây mua bán bất hợp pháp chất ma túy này. Qua theo dõi, vài tháng một lần, nhà của Hường kém xuyên có các đối tượng tìm đến, trong số này có Nguyễn Trọng Bình 1963, trú tại Tô Hiệu, quận Lê, Hải Phòng, đối tượng có một tiền án về tội đánh bạc. Rạng sáng 28 tháng 7 năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện hai đối tượng người dân tộc có nghi ngờ xuất hiện tại nhà của Hường. Đến trưa 28 tháng 7, Bình đi chiếc xe bo che màu đỏ, mang kiểm soát 30E73605 đến nhà Hường. Sau khoảng 20 phút, đối tượng từ nhà Hường đi ra. Khi đi đến địa phận làng Hải Hộ, làng Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành nắm giữ đối tượng. Thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện thu giữ trên xe ô tô do Bình lãnh đạo có 14 bánh heroin. Làm việc với công an, đối tượng khai nhận mua 14 bánh ma túy của Hường. Từ lời khai của Bình, cơ quan điều tra đã nắm, khám xét khẩn cấp chỗ ở Hường và thu giữ 5 bánh heroin, 15.500 đô la Mỹ cùng tang chứng liên quan đến việc sử dụng, mua bán bất hợp pháp chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Hường khai 14 bánh ma túy bán cho Bình là của hai đối tượng người Mông. Căn cứ lời khai của Bình, cơ quan cảnh sát điều tra đã nắm giữ hai đối tượng Mùa A Chua và Mùa A Chìa. Hai đối tượng này có mối quan hệ họ hàng và cùng quen biết người con trai tên Trung trú tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ngày 26 tháng 7, Trung gặp Mùa A Chìa và Mùa A Chua thuê hai đối tượng vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hải Dương với số tiền công là 50 triệu đồng. Chiều 27 tháng 7, tại một cây xăng ở huyện Yên Châu, Trung đưa cho Mùa A Chìa và Mùa A Chua hai chiếc cặp màu đen, bên trong có chứa 14 bánh heroin và số tiền 13 triệu đồng. Sau đó, Trung đưa cho Mùa A Chua một số điện thoại để liên hệ, yêu cầu mang chiếc cặp chứa ma túy về thành phố Hải Dương. Khoảng 6 giờ ngày 28 tháng 7, Mùa A Chua và Mùa A Chìa đi đến Tiền Trung Hải Dương, đã liên hệ với Hường. Theo lãnh đạo của Hường, Mùa A Chua và Mùa A Chìa nắm taxi rồi mang ma túy đến nhà Hường. Sau khi nhận hàng, Hường bảo Mùa A Chua và Mùa A Chìa ra nghỉ tại khách sạn Hoàng Thành ở ngã ba Tiền Trung để chờ nhận số tiền 1,8 tỷ đồng. Sau đó, Hường liên lạc với Bình đến nhận ma túy. Khi Bình đang mang số ma túy trên để về Hải Phòng thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương nắm quả tang. Phạm Công Hường, Mùa A Chua, Mùa A Chìa và Nguyễn Trọng Bình. Mở rộng điều tra xác định, vào khoảng cuối tháng 5 năm 2018, A Cao, Mùa A Chua và Mùa A Chìa đến nhà bán cho Hường 9 bánh heroin với lạnh 165 triệu đồng bánh. Sau đó, Hường bán lại 9 bánh trên cho Bình để kiếm lời. Quá trình điều tra, Bình có biểu hiện tâm thần. Qua định xác nhận, tại thời điểm trước và trong khi phạm tội, Bình đủ năng lực nhận thức và lãnh đạo hành vi. Tuy nhiên, tại thời điểm định, bị can bị mất năng lực nhận thức và lãnh đạo hành vi. Sau đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định áp dụng biện pháp nắm buộc chữa bệnh. Khi đối tượng khỏi bệnh sẽ tiếp tục điều tra, truy tố, xét lý theo quy định. Riêng A Cao bỏ trốn, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã. Căn cứ tài liệu đại dương sơ vụ án và tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Công Hường mức án tử hình, Mùa A Chua và Mùa A Chìa án bình thường thân cùng về tội mua bán bất hợp pháp chất ma túy.